chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh Vòng Tay Phong Thủy Gia Khiêm. Trước khi vào video, xin mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé, để kênh có thể phát triển mạnh hơn nữa, để giúp các bác nhận biết về những cái vòng tay phong thủy ở thị trường Việt Nam mình và cái giá cả làm sao cho hợp lý tốt nhất có thể anh em nhé. Đầu tiên vào video thì hôm nay chủ đề ngày hôm nay đó chính là về vòng tay chất liệu gỗ bách xanh, và đặc biệt cái phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất, đó chính là phiên bản dễ chìm gỗ bách xanh. Và cái phiên bản này các bác nhìn khá là giống gỗ hoàng đàn phải không ạ? Nếu chúng ta đi mua mà chúng ta nhìn vào gỗ thôi thì chắc chắn là rất giống gỗ hoàng đàn, rất giống gỗ hoàng đàn. Các bác cẩn thận nhé, rất giống gỗ hoàng đàn. Một cái vòng tay gỗ hoàng đàn như thế này có thể lên tới mấy triệu. Đấy, mấy triệu một cái vòng tay gỗ hoàng đàn như thế này, y chang như vậy, không khác một cái gì hết các bác ạ. Nhưng mà đây là gỗ bách xanh. Khi chúng ta mua, đặc biệt cái dòng gỗ bách xanh có một cái mùi thơm, ngửi cái là biết ngay anh em nhỉ. Trước khi mua anh em mình phải ngửi cái mùi, trước khi nhận hàng anh em mình phải ngửi cái mùi thơm của nó như thế nào nhá. Và cái phiên bản này là đang là cái phiên bản hot nhất thị trường, rất hot, và gỗ làm rất hiếm rồi. Hàng dễ chìm như này làm rất hiếm các bác ạ, hàng dễ chìm làm rất hiếm. Và hơn nữa, cái dòng gỗ bách xanh Mộc Châu mà hàng chìm dễ như thế này thì cái mùi thơm được rất lâu anh em mình nhá, mùi thơm được rất lâu và mùi thơm ngọt mạnh, ngọt và chìm nước rất lâu. Và có một số anh em hỏi là thế gỗ bách xanh Mộc Châu này nó có thấu quang hay không, thì bây giờ em test thử cho các bác nhìn xem nó có thấu quang hay không nhé. Đây tiện em có cái đèn luôn, em test thử xem các bác nhìn nó có thấu quang hay không. Rồi các bác nhìn nó có thấu quang không? Dạ nó có thấu quang ạ. Có thấy gì thấu quang anh em? Không thấy một cái gì hết đúng không? Chắc chắn rồi, tại vì cái dòng gỗ bách xanh này nó không phải là cái loại gỗ họ nhà thông như là gỗ hoàng đàn tuyết anh em mình ạ. Bởi vậy độ thấu quang nó không phải như dòng gỗ đó, nhưng đặc biệt cái mùi thơm của cái dòng gỗ này rất mạnh và lâu. Dòng gỗ bách xanh này mùi thơm rất mạnh và lâu, và hai nữa là mẫu này khá là đẹp, đang rất hot trên thị trường. Bác nào hãy nhanh tay bấm ngay gọi cho em số điện thoại để sở hữu ngay một cái chiếc vòng tay bách xanh như thế này nhá. Hiện tại số lượng không có nhiều, rất ít thôi anh em mình ạ. Bác nào chốt thì hãy liên hệ ngay với em qua số điện thoại trên màn hình. Chắc xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.